DJ Jonel sa Gyno Remix. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, một mùa Noel thật ấm cúng bên gia đình và mọi người. Ăn gì chưa? Đây là block cái khu chung cư của mình đang ở. Tụi mình đang chuẩn bị đón xe để đi ra ngoài các bạn ạ. Đêm nay là đêm Giáng sinh nên là tất cả mọi người ở trong chỗ mình ở đó, hầu như là mọi người đều đi ra ngoài hết. Là mọi người mới đi làm về, họ cũng tắm giặt xong xuôi, làm tất cả mọi người đều tập trung xuống. Nhưng mà hôm nay á thì có lẽ là đông, lại là thứ bảy nữa nên là gọi xe rất là khó luôn. Tụi mình đứng đợi nãy giờ cũng vẫn chưa có xe luôn. Bữa nay tụi mình bắt xe nha. Nó đã xe nó đã khó bắt mà tiền giá xe nó lại gấp 3 lần mỗi ngày luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, một năm có một mùa Giáng sinh, tụi mình cũng bon chen đi ra ngoài đón lễ Giáng sinh với mọi người. Đây nè, cái khu chung cư của mình ở nè rất là nhộn nhịp luôn, mọi người đổ xô nó đi ra ngoài đường nè, ngồi đợi xe giống như mấy dân tị nạn nè các bạn ơi. Cô bạn tôi đứng ở dưới cây cột đèn với bóng điện đèn đêm mà đứng, tôi thấy giống cái cảnh giống cái gì đó. Ở đây thì lễ Christmas Noel nó rất quan trọng với mọi người ở đây, nó giống như là ăn Tết Việt Nam của mình vậy đó. Nó cũng rất là nhộn nhịp, cũng chuẩn bị. Và đây các bạn ơi, đây là restaurant Korea. Mình cũng chưa đến quán này bao giờ, mình theo các bạn thôi. Thank you.
cái đẹp quay cái video này muốn em tặng em gặp chị Tóc nè. Cưng ha, cưng ha. Mô được 2-3 này. Em quay video nha. Cưới đi ba cái một. 1, 2, 3. Cưới nào, cưới nào. Nhanh mặt. Đó, gì? Rồi vậy mới được vậy nè. Ừ đấy nè. À. Ừ. Là bí quyết tăng vòng 1 nè. Đúng rồi, bí quyết tăng vòng 1 là ăn nhiệt tình vô. Ăn nhiều vô, ăn nhiệt tình vô. Đúng rồi, đúng cái đó là chấm nước nướng đó. Chứ nói ra thì nên là chấm cá. Cá ngon. Chỉ cho ăn miếng cơm nè. Ờ, ở đây có quay nhiều. Cơm đi 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 đó. Ờ, thì ăn được cơm này. Ăn được đói nha. Mày đừng trốn với ta hả? Bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Ở công ty đi câu giờ quen rồi, vô đây đi cũng câu giờ nữa. Tao nói đi đái à, nó biết hết luôn, nó mới qua mà nó biết hết. Em này còn câu giờ ác chiến nữa. Chắc bận sư gương ở trọng chứ gì. Bận sư gương ở trọng á. Bệnh nghề nghiệp. Hai đứa đi còn câu ác hơn nữa. Thì em có phải câu lâu nhầm rồi, thì rất là nhanh. Thì có thật ra phải đếp là làm vui. Không biết mọi người ở ngoài đấy làm cái gì. Ê, nói em cái bệnh nghề nghiệp, bệnh câu giờ. Mình đi đây mà cũng câu giờ nữa. Hãy nói hãy câu giờ nhận không biết thì à. Thằng nhau yếu quân trong đám này đứa nào cũng câu hết trơn. Không là thì là bảo không có thể sao vậy cho hắn. Vắng hả, giờ này vắng hả. Ta về hết rồi tía ơi. Không tên đi trên từng năm chị. Chứ hả? Ừ, ở bên dưới mà chị. Sau khi tụi mình ăn xong thì cũng hơn 9 giờ mấy rồi thì chắc khoảng hơn 10 giờ thường thì siêu thị đóng cửa, nhưng mà hôm nay là chắc là Noel nó sẽ đóng trễ nên mình dạo một vòng mình coi cái không khí Noel nó đang như thế nào nha các bạn. Thank you.
tóc một đống gạc này lắm. Đi bắt xe này, cái bục rác này, vòng ra đây ấy, vòng vào mai luôn. Đi ngày bình thường có hơn chuyện gì? Sao nhà mang đôi giày này? Mang giày đồ. Mang giày đồ. Đây là hậu trường những người đi tị nạn mới về. Chết nhiều rồi hả? Chết nhiều rồi hả? Tị nạn. Ở đâu? Chính gì? Đây, mấy tờ bên kia hả? Mấy tờ luôn hả? Ừ, mấy tờ luôn. Nguyên rồi. Anh nhớ là siêu cảm xem đi ta. Ngon thế. Dò. Ăn ngon không? Yeah. Yes, I am Việt Nam. I am Việt Nam mít. Kinh ngay lại. Nó ăn đồ hàng về nó bị nhiễm luôn rồi quý vị ơi. Alo mà. Ai không hiểu gì? Ai nô hiểu?